Kính thưa quý vị, theo đề án nâng cao hiệu quả khai thác nhóm cảng biển số 5 và các bến cảng khu vực Cái Mép, Thị Vải vừa được Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ phê duyệt, Bộ sẽ không cấp phép xây dựng mới đối với cảng chuyên dùng vận chuyển container tại nhóm cảng biển số 5 gồm Bà Rịa, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai từ nay đến năm 2015 do cảng tại khu vực Cái Mép, Thị Vải chưa khai thác được hết công suất. Theo Bộ Giao thông Vận tải, nguyên nhân Bộ đề xuất không cấp phép xây mới do thời gian qua việc phát triển ồ ạt các cảng biển tại khu vực Cái Mép, Thị Vải đã làm mất cân đối về nhu cầu, lượng hàng hóa thông qua càng ít. Hiện các cảng ở khu vực Cái Mép, Thị Vải đang khai thác ở mức rất thấp, khoảng 16% so với công suất thiết kế. Vì hàng hóa qua cảng ít nên nhiều cảng đã cạnh tranh bằng cách hạ giá dịch vụ cảng biển, dẫn đến sự lộn xộn về giá dịch vụ trong thời gian qua. Từ thực trạng trên, Bộ đề xuất từ nay đến năm 2015 không cấp phép việc xây dựng cảng container mới trong toàn nhóm 5, đặc biệt là khu vực Cái Mép, Thị Vải. Sau năm 2015, sẽ căn cứ vào cung cầu thực tế của thị trường để cấp phép xây dựng cảng mới trong giai đoạn 2015-2018. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2015, Bộ cũng không cho phép mở rộng các cảng hiện có tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhằm dịch chuyển hàng hóa ra khu vực Cái Mép, Thị Vải. Hệ thống giao thông đường thủy đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa trong nội địa cũng như xuất nhập khẩu với các nước trên thế giới. Việt Nam cũng đã tập trung xây dựng khá nhiều cảng biển và phát triển các chuỗi cung ứng để phục vụ việc vận chuyển hàng hóa. Thế nhưng việc phát triển cảng biển đang gặp nhiều khó khăn, bởi hiện nay thì nhiều cảng dù đã đi vào hoạt động nhưng khai thác kém hiệu quả. Hiện nay hệ thống cảng biển Việt Nam gồm 42 cảng biển loại 1, loại 2 với 401 cầu bến, trong đó bao gồm 212 bến tổng hợp container và 189 bến chuyên dụng. Cầu cảng với tổng chiều dài khoảng 36 km. Trong đó các cảng, bến cảng tổng hợp container điển hình như miền Bắc có bến cảng Cái Lân, Quảng Ninh, Đình Vũ, Chùa Vẽ, Hải Phòng. Miền Trung có cảng Đà Nẵng, Quy Nhơn. Miền Nam có cảng Sài Gòn, Tân Cảng Sài Gòn, Cái Mép. Cảng biển Việt Nam có thể nhận tàu tổng hợp, tàu container vào khoảng 80.000 đến 100.000 DWT và đang nghiên cứu thử nghiệm đón tàu có trọng tải lên đến 150.000 cập cảng khu vực Cái Mép, Thị Vải. Ngoài hệ thống các cảng biển, trong thời gian gần đây, Việt Nam cũng đã tập trung xây dựng một số các cảng cạn tại các khu kinh tế lớn trong cả nước, với vai trò cung cấp đầy đủ các dịch vụ xếp dỡ, thu gom, đóng gói làm thủ tục xuất nhập khẩu. Thế nhưng, khá nhiều các cảng biển dù đã xây dựng xong nhưng vẫn chưa khai thác hết công suất, hoặc thậm chí là chỉ khai thác được vài phần trăm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các cảng biển khai thác kém hiệu quả, nhưng tụ trung lại là do các tỉnh không có sự phát triển đồng bộ giữa cảng biển và hệ thống giao thông, dịch vụ hậu cần. Bởi xây cảng phải có đường vào, có hệ thống kho bãi phía sau cảng, kết nối được với các trung tâm phân phối, các khu công nghiệp. Nếu thiếu một trong các điều kiện này sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp neo đậu tại cảng. Theo ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, các cảng biển cần có thời gian để có thể phát triển một cách đồng bộ. Bất cứ nước nào thì thôi, không phải riêng Việt Nam. Quá trình mình xây dựng các cái cơ sở tầng nó không thể đồng bộ một lúc được, mà mình phải cứ hoàn thiện cái này sau đến hoàn thiện. Thực tế cho thấy, dù được đầu tư khá nhiều nhưng các cảng ở khu vực Cái Mép, Thị Vải đang khai thác ở mức rất thấp, khoảng 16% so với công suất thiết kế. Tại hội nghị lần thứ 11 về cảng biển và vận tải biển ASEAN 2013 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 7, nhiều chuyên gia và các nhà đầu tư cảng biển của nước ngoài đã đưa ra nhiều mô hình để nâng việc khai thác cảng biển hiệu quả. Trong đó, ba yếu tố chính các cảng cần đảm bảo: thứ nhất, liên quan đến hạ tầng giao thông, dịch vụ logistics; thứ hai, liên quan đến cơ chế quản lý thương mại biên giới, các quy định pháp luật và các cơ quan liên quan; thứ ba, liên quan đến các chuỗi cung ứng, trong đó có cả chuỗi công nghiệp và nông nghiệp, bao gồm các bộ ngành chủ quản, các doanh nghiệp và các nhà hoạt động logistics liên quan trong một chuỗi cung ứng. Ông Nguyễn Nhật cũng cho biết thêm, hiện hệ thống cảng biển Việt Nam trong năm 2012 đã đón nhận gần 99.000 lượt tàu biển Việt Nam và nước ngoài. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 294 triệu tấn, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2011. Con số này khá khiêm tốn với số lượng cảng biển hiện nay, nhưng xây dựng cảng biển là kế hoạch lâu dài và Việt Nam cần thêm thời gian để tăng hiệu quả khai thác. Thực sự mà nói, chúng ta là một nước cũng đang phát triển chứ chưa phải phát triển, mà trong cái nghị quyết của Bộ Chính trị thì phấn đấu Việt Nam đến 2020 trở thành một nước công nghiệp phát triển. Thì từ giờ đến đó chúng ta cũng phải đồng bộ để phát triển tất cả mọi cái. Mục tiêu sau năm 2020, ngành kinh tế hàng hải của Việt Nam đứng thứ nhất trong các ngành kinh tế biển, góp phần đưa kinh tế biển của Việt Nam đóng góp từ 53 đến 55 tổng GDP cả nước.